hôm nay mình đi test Covid này mọi người. Ở cái chỗ trung tâm này nó có cái quầy này này, có hai người đứng người ta kiểm tra xem người ta sẽ kiểm tra xem mình có bị Covid không mọi người. Ở bên này thì mình đi kiểm tra miễn phí, mình chỉ cần đưa cái thẻ bảo hiểm xã hội của mình vô thôi cho người ta, rồi người ta sẽ làm cho mình miễn phí mọi người, mình không phải mất tiền. Khi mình thấy cảm thấy có triệu chứng gì đó thì mình sẽ đi thử đó mọi người, thấy không? Ở đây là đằng trước cái pharmacy này, cái chỗ tiệm thuốc này đó. Đối diện bên kia là có cái chợ casino, cái đó kêu là chợ nha mọi người, cái siêu thị á chứ không phải là cái sòng bài nha. Nhưng mà bên này nó có cái tên, cái chợ siêu thị nó có tên là casino. Nhiều khi mình mới sang mình cứ tưởng là sòng bài nhưng không phải. Ở đây bên này thì người dân được đi test Covid miễn phí mọi người, không phải mất tiền. Khoảng 15 phút á, mình sẽ có kết quả mọi người. Trong vòng 15 phút mình sẽ có kết quả. Mọi người thấy mấy cái cây này lá rụng hết rồi đâu, mùa đông mà. Lá rụng hết rồi. Bên này cũng rất nhiều người ta đi thử Covid á, là người ta sợ. Không biết là có bị dính hay không. Nhiều khi không có triệu chứng gì cũng dính nha. Có nhiều người không có thấy triệu chứng gì mà nó bị dính Covid đấy mọi người. Mình cảm thấy lạnh người á thì mình đi, mong là không bị sao. Thử thì người ta lấy hai cái giống như hai cái cây mà giống như ngoáy lỗ tai á, người ta nhét vào trong hai cái lỗ mũi của mình, người ta ngoáy, nói chung là rất là đau, ngoáy trong lỗ mũi á để người ta lấy cái mẫu, nói chung là rất là đau. Mình làm hai lần rồi, một lần trước là cách đây tháng 7 năm ngoái, năm nay là tháng 2 rồi, hai lần rồi. Nó có nhiều chỗ thử lắm, một chỗ thử kêu là laboratory, là cái chỗ mà phòng thí nghiệm á, thì nó rất là lâu, nó kết quả rất là lâu. Còn ở đây người ta thử nhanh lắm, trong khoảng cứ 15-20 phút là có kết quả liền này. Bây giờ cũng khoảng cứ gần 5 giờ rồi. Đó, người ta dựng mấy cái chòi đó để người ta thử này. Mình đợi chút xíu người ta kêu có kết quả mình lấy. Thấy không? Kết quả negative là mình bị âm, được âm tính nha. Mình không phải khó bị nha. Thấy không? Thấy không? Wow, là mừng quá trời mừng luôn này. Rồi, rất là vui quá trời vui luôn. Wow, bây giờ mình vô đây mình mua thuốc uống, chắc thuốc cảm á. Mua thuốc uống.